bây giờ là 1.200, dừng lại một chút này, bây giờ là mỡ đang có 2.600 kim cương, mà muốn có được cả 3 skin Attack on Titan thì chúng ta sẽ cần phải là 3.600 kim cương, tức là 3.600 huy hiệu, tức là mỡ sẽ cần khoảng 1.000 cái huy hiệu nữa. Không biết là có đủ không anh em ạ. Căng thẳng vãi ồ. Nổ hũ 150 cái nữa thôi. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tôm Mỡ. Và ngày hôm nay sẽ là cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì bên cạnh cái việc chúng ta có được những cái bản cập nhật đến từ Moontoon thì sự kiện Attack on Titan đã chính thức được cho ra mắt rồi anh em ạ. Như anh em có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là sự kiện Attack on Titan của chúng ta, với cơ hội nhận được Levi skin của Matisse, Eren Yeager skin của Jin, và cuối cùng là Mikasa Ackerman skin của Fanny. Thì ở trong cái sự kiện lần này, chúng ta sẽ tiếp tục quay thưởng để có được cho mình, đó là cái cơ hội đổi lấy những cái phần thưởng có được ở trong cái sự kiện lần này. Anh em có thể click vào cái phần cửa hàng. Anh em lưu ý là cái sự kiện lần này sẽ cho anh em quy đổi 1.200 huy hiệu chính xác. Cái này phải huy hiệu chính xác không nhỉ? Ở đây là huy hiệu đôi cánh tự do anh em ạ. Anh em có thể quy đổi 1.200 huy hiệu chính xác, huy hiệu đôi cánh tự do để mà lấy được 3 cái skin này. Và trong cái sự kiện lần này chúng ta sẽ có cả hiệu biến về, hiệu ứng xuất hiện, biểu tượng cảm xúc, khung bla bla, và biểu tượng cảm xúc của đó là cả 3 skin. Một cái thông tin nữa mà mỡ muốn lưu ý cho anh em ở trong cái video clip này, đó chính là mỡ có nghe chia sẻ đến từ một bạn có nickname là Akira Shirogane 2729. Bạn ấy có chia sẻ với mỡ rằng là nếu như mà anh em nào mà muốn có được cái skin Attack on Titan một cách tiết kiệm nhất thì anh em có thể chuẩn bị với chi phí của skin chưa tốn đến 1 triệu anh em ạ. Thì bạn ấy có chia sẻ là đầu tiên anh em có thể mua thẻ kim cương tuần nguyên 2 tháng liền anh em nhá. Thì cái thẻ kim cương tuần này nó nằm ở đâu? Thẻ kim cương tuần nó sẽ nằm ở đây anh em này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Đấy, anh em có thể mua 2 lần thẻ kim cương tuần, được chưa ạ? Rồi và khi mà mua 2 lần thẻ kim cương tuần đấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đấy, anh em có thể tiết kiệm được 2.200 kim cương. Sau đó là anh em sẽ có khoảng 4 vé free từ sự kiện chia sẻ và 58 vé từ 2 đợt vé Attack on Titan. Tổng cộng anh em sẽ có 62 vé. Tức là lần quay, mỗi lần quay thì anh em sẽ được giảm giá thêm 50% kim cương nữa. Thì tức là cái sự kiện lần này anh em có thể pau lại cái màn hình này để mà anh em có thể gọi là đọc hết toàn bộ những cái tóm tắt đến từ anh chàng Akira Shirogane. Và với cái cách tham dự như thế này thì anh em sẽ không thể có được skin ngay từ khi mà sự kiện mới cho ra mắt. Nhưng khi mà kết thúc sự kiện thì anh em sẽ có thể có được cho mình đó là cái skin của đợt Attack on Titan này với giá rất là rẻ. Đâu đấy nó chỉ rơi vào khoảng, anh em có thể nhìn thấy là chưa tốn đến 1 triệu. Trên lý thuyết là anh em sẽ có được 655.000. Đấy, anh em hiểu không ạ? Rồi, nhưng mà bởi vì ngày hôm nay mỡ sẽ review cho anh em không phải là cái thông tin đó, mà là review cho anh em xem là nếu như mà mỡ muốn lấy cả 3 skin của Levi, của Eren cũng như là của Mikasa một lần duy nhất thì chúng ta sẽ tốn tổng cộng bao nhiêu kim cương anh em nhá. Thì đầu tiên là mỡ sẽ tích cóp từng đồng một để mà mỡ bắt đầu quay này. Như em có thể đang nhìn thấy, lấy được 12 cái token đôi cánh tự do. Xác nhận. Lúc nãy là mỡ đang có cho mình đó là 13.400 đúng không anh em? Rồi ok, chúng ta sẽ quay thử luôn anh em nhá. 10 lần mở đầu sẽ cho ra một cộng tác, một vật phẩm cộng tác vĩnh viễn bất kỳ. Anh em lưu ý đây là vật phẩm cộng tác chứ không phải là đây là skin vĩnh viễn anh em nhá. Rồi, let's go. Ok, mỡ nhận được cái vật phẩm miễn phí ở đây là gì anh em? Đấy chính là cái biểu tượng cảm xúc của Levi. Chật, tiếp tục quay nào. Mỗi lần quay thì anh em sẽ phải bỏ ra 500 kim cương, nhưng lần này mỡ được giảm 10% ở lần đầu, cho nên chỉ tốn có 450 kim cương thôi anh em ạ. Lúc nãy là khoảng 13.000, chúng ta tính là khoảng 13.000 kim cương nhá. Ok, nhận tiếp biểu tượng cảm xúc của Mikasa. Có cái câu nói cảm ơn bạn, cảm ơn cậu đã cho quang cho tới chiếc khăn này. Cái câu nói kinh điển ở trong Attack on Titan khi mà Eren tặng cho Mikasa cái khăn rồi. Và điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta sẽ phải mở được những cái huy hiệu đôi cánh tự do mà kiểu nó được 20-20 như này anh em này. Ok, tiếp tục 10 lần nữa nào. Rồi, được 2 lần anh em ạ. Không được quá nhiều, bây giờ là mỡ đã có 329 huy hiệu đôi cánh tự do. Lúc nãy đang là 13.000 kim cương đúng không anh em? Lưu ý là nhận những cái mốc quà đến từ cái sự kiện lần này anh em nhá. Đó, tiếp tục nào. Ok, tiếp tục là đã có hai cái của Mikasa cũng như là của Levi rồi. Lần này không đỏ lắm anh em ạ. Không nổ hũ phát nào anh em ơi, không nổ hũ phát nào cả.
nổ hũ hai phát, nhưng mà hai phát này lại vào là hai cái phát biểu tượng cảm xúc anh em ạ. Có vẻ như đây là tuần đầu cho ra mắt cho nên là chúng ta liên tục được giảm 10% anh em nhá. Lấy thêm phần quà đến từ cái này này. Nãy giờ là mỡ đã tiêu đâu đấy, nó rơi vào khoảng 2000 kim cương rồi. Tiếp tục nào. Tức là đâu đấy một lần mở ra nó sẽ được khá là ít anh em ạ. Trải qua 3000 kim cương mà ở thời điểm hiện tại mỡ mới chỉ gần đủ để mà có được cho mình đó là cái huy hiệu đôi cánh tự do mà thôi. Sự kiện lần này khá chát anh em ạ. Rồi, nổ hũ 3 phát anh em ơi. Nổ hũ 3 phát luôn. 20, 40, 60, 981 rồi. Tiếp nào anh em. Chúng ta cần những cái lần nổ hũ nhiều như vậy anh em ạ thì mới có thể có được cho mình đó là cái skin của Attack on Titan. Rồi, có thêm cái gì đây? Có thêm một cái sắp ra mắt à? Cái này giống như kiểu biểu tượng hạ gục đúng không anh em? Ok, và như vậy là nó quay thêm lần nữa là mỡ sẽ đủ cho mình đó là cái skin đầu tiên này. Trời ơi, cái sự kiện này tốn lắm anh em ạ. Sự kiện này rất là tạ tốn luôn. Như vậy là trải qua đâu đấy nó rơi vào khoảng 5000 kim cương. 5000 kim cương thì mỡ mới có được cho mình đó là một skin của ba skin này. Nó sẽ rơi vào khoảng từ 4000 đến 5000 kim cương để mà anh em có được một trong ba skin anh em ạ. Rất chát. Ok, mỡ sẽ quay cho đến khi nào mà mỡ có thêm đủ nhá. Có thêm khung này anh em này. Và một ngày nào đó nhân loại sẽ chợt nhớ lại đây là khung của Attack on Titan này. Mỡ nghĩ là với 13000 kim cương thì có vẻ nó sẽ là không đủ anh em ạ. Ui, có thêm cả cái khung hạ gục. Rồi, như vậy là đã có rồi này thì được. Ui, cái khung này đã có, anh em sẽ nhận được đến tận 68 cái huy hiệu. Quá đã luôn, nổ hũ, nổ hũ, nổ hũ. Không khác gì nổ hũ luôn anh em ạ. Rồi, nổ hũ hai phát nhỏ. Tiếp tục là không nổ hũ lắm anh em ạ. Rồi, không nổ hũ phát nào luôn. Không nổ hũ phát nào luôn anh em ạ. 3 phát cùi. Trời ơi, kim cương cứ thế nó tụt tôi anh em ạ. Rồi, đã có cái này thì sẽ được bao nhiêu đây? 45 cái huy hiệu nổ hũ, coi như là nổ hũ 4 lần đi. Còn khoảng 3000 kim cương nữa thôi. Còn khoảng 3000 kim cương nữa thôi anh em ạ. Liệu có đủ không? Bây giờ là 1200, dừng lại một chút này. Bây giờ là mỡ đang có 2600 kim cương. Mà muốn có được cả 3 skin Attack on Titan thì chúng ta sẽ cần phải là 3600 kim cương, tức là 3600 huy hiệu, tức là mỡ sẽ cần khoảng 1000 cái huy hiệu nữa. Không biết là có đủ không anh em ạ. Căng thẳng vãi ồ. Từ từ anh em này, mỡ lấy quà mở thưởng đã này. Vé này, 100 cái huy hiệu này. 100 cái huy hiệu đôi cánh tự do này. Và thêm 180 cái huy hiệu nữa này. Anh em lưu ý nhá, là phải nhận cái đống này đấy. Phải nhận cái đống này chúng ta mới tiết kiệm được tối đa cái lượng huy hiệu mà chúng ta có. Như vậy là bây giờ mà đã có 2.900 rồi. Tức là bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng bao nhiêu, 700 cái nữa thôi. Có thể sẽ đủ anh em ạ. Có thể sẽ đủ. Rồi, nổ hũ 68 cái. Sao lại có 30 cái là như nào? Lúc nãy là mỡ tưởng là 68 cái chứ. Tiếp nào. Ba nghìn mốt rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại vài lần quay nữa mà thôi. Chúng ta còn lại đâu đấy nó rơi vào khoảng 5 lần quay nữa. 5 lần quay nữa để mà có thể có được cho mình đó là cái việc lấy được cả 3 skin này. Tính không sai đâu anh em ạ. Nổ hũ. Ui, cái này mới chưa có anh em ạ. Cái này mới chưa có. Đây là hiệu ứng xuất hiện, hiệu ứng biến về anh em ạ. 3.300 rồi. Còn khoảng 300 cái nữa thôi. Nổ hũ 150 cái nữa thôi. 150 cái nữa thôi. Cũng nổ hũ cũng được. Đùa ấy anh em ạ. Trời ơi, cái sự kiện lần này. Rồi, đùa ấy anh em ạ. Wow. Và như vậy là tổng thiệt hại cho cái sự kiện lần này đâu đấy nó sẽ rơi vào khoảng 13.000 kim cương. Và có thể là nó sẽ như thế nào anh em nhỉ? Có thể là nó sẽ rẻ hơn nếu như mà anh em nổ hũ nhiều. Thì mỡ chưa có hiệu biến về anh em ạ. Còn lại thì trong những cái lần mở của mỡ là đã có cái gì anh em? Đã có hiệu ứng xuất hiện này, hiệu ứng hạ gục này, thông báo hạ gục này, khung rồi. Đó, ok, chúng ta trước mắt là chúng ta sẽ lấy 3 skin trước anh em nhá. Và chúng ta sẽ cùng xem hiệu ứng của cả 3 cái skin này. Ok.
Thus I swear, on my very life, the Titans will be eradicated. Wow. Quá ngày xưa luôn anh em ạ. Nó sẽ có một cái câu nói của quân đoàn trinh sát. Wow. Jin. Đổi nạn. Ui. Titan mặc quần. My role. No. My duty is to make false hope real. Ok, lát nữa chúng ta sẽ vào xem một cách chi tiết anh em nhá. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến với Mikasa Jaeger. À, Mikasa Ackerman vẫn nhầm. I'm strong. Real strong. Giọng của Mikasa thì hay hơn. Rồi xong. Như vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành xong cái việc sở hữu được cho mình đó là cả ba cái skin này. Và tuy nhiên nếu như mà anh em muốn có được cho mình cái hiệu biến về thì mỡ nghĩ là anh em sẽ cần quay thêm. Nhưng mà cái việc quay thêm mỡ nghĩ là sẽ không đủ. Tổng kết lại, nếu như mà anh em muốn có được cho mình trọn vẹn ba skin của Levi, của Eren cũng như là của Mikasa trong sự kiện lần này, anh em sẽ cần đâu đấy nó rơi vào khoảng 13.000 kim cương. 13.000 kim cương cho cái sự kiện này tức là nó sẽ rơi vào khoảng 7 triệu rưỡi đến 8 triệu Việt Nam đồng. Được chưa? Đầu tiên là có lẽ là chúng ta sẽ cùng review về skin của Fanny trước đi đã. I'm strong. Real strong. Ok. Cái này nó chỉ có cử chỉ ngẫu nhiên đặc biệt thôi anh em ạ. Nó chỉ có cử chỉ ngẫu nhiên đặc biệt mà thôi. Chúng ta có thể nhìn thấy cái giải khăn mà Eren tặng cho Mikasa rất rõ ràng. Ok. Đó, như anh em có thể nhìn thấy đây là hiệu đánh thường của Fanny này. Đó. Đánh khá ok đúng không? Đu dây này. À, được chiêu 1 trước chứ. Đó. Hiệu ứng khá đẹp. Ui. Nhìn nó đơn giản, nó rất là đẹp luôn đấy anh em ạ. Ui. Ok, chiêu 2 làm nên thương hiệu của Fanny. Chiêu 2 đu dây mà không biết đu làm anh em ạ. Đó. We haven't got time. Khá đẹp anh em ạ. Kiểu nó đẹp ở mức basic đấy anh em. Nó đẹp ở mức rất là basic. If I win, I win. Đó, ok, và hiệu ứng khi mà đu qua mục tiêu này. Đó. Đó, ok, và chiêu 1 của chiêu cuối của Fanny. Nếu anh em nhìn kỹ thì chiêu cuối của Fanny nó sẽ có một cái hiệu ứng biểu tượng ở phía bên trái của màn hình. Đó, như anh em có thể đang nhìn thấy. Cá nhân mợ đánh giá rằng đây là một cái skin rất đẹp rồi. Không còn gì để chê ở trong cái skin này nữa rồi. Fanny khi bị hạ gục thì cái hiệu ứng nó sẽ như nào? Đây. Nằm xuống thôi anh em ạ. Rên nhẹ một tí. Ok, tiếp nào. Rồi, bây giờ sẽ là Levi. As I swear, on my very life, the Titans will be eradicated. Thề với anh em là cái skin này mà mặc định nó đã nói tiếng Nhật thì quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Skin này nó lại mặc định nó lại nói tiếng Anh. Hơi tiếc một chút xíu là như vậy. Ok, ok, đây là dáng di chuyển của Levi Ackerman. Đây là skin của Matic. Cảm giác di chuyển nó thanh cảnh với cả nó mượt mà hơn anh em nhỉ. Mỡ để mắc đồ họa rồi anh em nhá. Mỡ để mắc đồ họa đây rồi. Nó đánh thường này. Ui, skin này của Levi đánh thường hiệu ứng còn nổi bật với cả đẹp hơn của Fanny rất là nhiều luôn ý. Ok, chiêu 1 này. Nếu anh em có thể để ý kỹ là cái chiêu 1 nó sẽ là những cái lưỡi kiếm nó mọc từ dưới đất nó mọc lên. Đây là một cái chi tiết chưa có ở trong Attack, không có ở trong Attack on Titan anh em nhé. Hiệu ứng rất ok luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chiêu 2 đường kiếm chí tử của đó là Matip. Hơi đáng tiếc là ở trong cái skill lần này thì tên nó không đổi anh em ạ. Tên nó vẫn giữ nguyên là đường kiếm chí tử này tuyệt diệt cũng như là cái hào quang Asura mà thôi. Chứ nó không đổi tên giống như là cái sự kiện áo giáp vàng.
Ok, đừng kiếm chí tử này. Don't screw this up. Hiệu ứng rất đẹp luôn ý. Từ trái sang phải này. Từ phải sang trái này. Mượt luôn. Và bây giờ có lẽ đây là cái điều mà anh em cần phải quan tâm đến. Đấy chính là cái chiêu cuối tuyệt diệt của Matip. Khi mà kẻ địch rơi vào ngưỡng máu tử thì anh em có thể nhìn thấy dưới chân của mục tiêu là sẽ có hai cái kiếm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tuyệt diệt này. Nhìn hiệu ứng tuyệt diệt này. Lao đến bổ. Tiếp đến là nhảy lên bổ. Đó. Và anh em lưu ý là cái hiệu ứng chiêu cuối của Matip nó chỉ xuất hiện một lần ở góc bên trái thôi anh em nhá. Nó chỉ xuất hiện một lần ở góc bên trái thôi. Đó. Đó. Ui. Ok, hình như lúc nãy Fanny mới quên mất không review hiệu ứng biến về của Fanny anh em ạ. Đây hiệu ứng biến về của đó là Levi này. Này, nó sẽ cắm mắt nó lao vào anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Nó chỉ cắm mắt lao vào một lần thôi. Lên bảng điểm số xem hiệu ứng hạ gục của skin này như nào nhá. Cũng nằm xuống đơn giản nhẹ nhàng giống như nhau thôi anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với skin của Jin. Vâng, và đây là Jin Eren Yeager. Skin hợp tác manga thứ 2. My role, no, my duty is to make false hope real. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu review luôn à. Vâng, và đây là Eren Yeager. Như anh em có thể đã nhìn thấy ở đây, bộ kỹ năng của Eren cũng đã được thay đổi luôn rồi. Chiêu 1 của Eren là giống như kiểu gọi là chọc ra đôi kiếm. Chiêu thứ 2 là lướt lao lên. Và chiêu cuối là cắn tay, để mà có thể biến thành Titan. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng xem hiệu ứng đến từ bộ kỹ năng của Jin ở trong cái skin Eren Yeager này nào. Jin nó chỉ có đấm thương thôi anh em nhá, chứ nó không dùng kiếm. Đó. Hiệu ứng thì cá nhân mỡ cho rằng là cái đòn đánh thương này của Jin nó đang không được nổi bật và không được rõ ràng so với hai cái skin của Mikasa cũng như là Levi cầm kiếm. Đó, ok, chiêu 1 của Jin này. Anh em có thể nhìn thấy là nó sẽ cường hóa cái kiếm. Nó sẽ cường hóa cái kiếm của cả hai cái kiếm của Jin, của Eren, sau đó bắt đầu lao vào. Đó, thì lúc đó Eren nó sẽ cầm kiếm chọc anh em nhá. Đó. Không rõ ràng và nổi bật lắm anh em nhỉ. Cảm giác thế. Nói về hiệu ứng thì có lẽ là Mikasa và Levi nó sẽ đẹp hơn. Ok, chiêu 2 của Jin này. Lướt đi để lại một dư ảnh phía sau. Đó. Và nó sẽ có một cái khung của quân đoàn chính xác nó bao vây xung quanh. Đó. Đó. Ok chưa anh em? Ok rồi đúng không anh em? Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chiêu cuối của vị tướng Jin này. Chiêu cuối làm nên thương hiệu của Attack on Titan. Jin sẽ cắn tay để biến thành Attack on Titan. Và chúng ta sẽ cùng xem gọi là thấy được cái hiệu ứng cắn tay không nhá. Không, nó không cắn tay anh em ạ. Mà nó lại đập tay. Cái tình huống đấy là phải cắn tay để mà biến thành Titan anh em ạ. Và đây là cái khung cảnh ở phía bên trong của... Đây, vào lại anh em này. Đây chính là cái khung cảnh ở phía bên trong của cái lãnh địa mà Jin đã được tạo ra. Chúng ta có thể thấy được có những cái bức tường vỡ này. Và nổi bật nhất cũng như là quan trọng nhất ở trong cái skin này, như anh em có thể đang nhìn thấy là nó sẽ có một cái cầu bị vứt nứt này. Đây là một cái... nó gọi là hình tượng của Attack on Titan rồi. Còn phía ngoài này là có một cái con Titan đại hình. Titan khổng lồ. Đấy. Rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy là ở trong cái skin này thì Jin mặc quần. Jin mặc quần anh em ạ. Thì nhiều anh em sẽ nói là con Jin mặc quần này nó không hợp lý lắm. Tại sao không làm Jin trần chuồng? Bởi vì trần chuồng thì cũng có nhìn thấy gì đâu. Thì mỡ cũng nói thật với anh em là khi mà trần chuồng ấy thì nó sẽ có một cái vấn đề ở đây, đấy chính là nó sẽ liên quan đến việc thuần phong mỹ tục của nhiều quốc gia. Bởi vì Mobile Legends là một cái tựa game đa quốc gia mà anh em. Đấy, vì thế cho nên là thay vì phải mất công chỉnh sửa từng bản nó tương thích với từng quốc gia, thì cho Titan mặc quần sẽ là một cái điều nó khá là hợp lý với mỡ ở thời điểm hiện tại. Và mỡ nghĩ là điều này có thể chấp nhận được anh em ạ. Rồi, ok, đánh thường của Titan này. Ok, những đòn đánh thường trông nhìn có vẻ lực hơn.
nhìn tông màu của cái đòn đánh thường nó cũng đã chuyển thành màu khác anh em nhá. Nó cũng đã chuyển thành màu đỏ luôn rồi. Đó, ok, chiêu 1 của Eren Titan này. Wow. Hiệu ứng đấm nó sẽ... À đây là cái biểu tượng lúc anh em đưa kẻ địch vào lâu đài tình ái này. Biểu tượng quân đoàn trinh sát này anh em này. Đó, thật thương này. Rồi, khi mà lướt đi này. Đó. Đó, ok. Vào lâu đài tình ái này. Lướt này. Ui. Trời ơi. Mãn nhãn anh em ạ. Quá đẹp. Vâng, và trên đây là 3 skin Attack on Titan mà Mỡ đã được trải nghiệm ở trong cái sự kiện lần này. Nếu như mà một lần nữa nhá, nếu như mà anh em muốn có được cho mình cả 3 cái skin này thì anh em sẽ cần phải chuẩn bị đâu đấy nó sẽ rơi vào khoảng 13 đến 14 nghìn kim cương. Còn nếu như mà anh em muốn có được thêm cho mình những cái giống như kiểu biểu tượng cảm xúc, khung avatar, hiệu ứng biến về và khung hạ gục các thứ các kiểu thì anh em sẽ cần phải thêm 1.000 kim cương nữa. Đâu đấy nó sẽ rơi vào khoảng từ 14 đến 15 nghìn cho sự kiện lần này. Thì theo anh em thì cái chi phí ở trong cái sự kiện lần này nó đắt hay là nó rẻ? Và những skin này theo anh em là nó có đẹp hay không? Thì đừng quên để lại comment bên dưới video clip này cho Mỡ biết anh em nhá. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo. Hiệu biến về của đó là cái vị tướng Eren này. Ok, bây giờ Mỡ sẽ xem nốt cái biểu hiệu ứng hạ gục này anh em nhá. Chỉ là nằm xuống mà thôi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip sau của Mỡ. Peace.